Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2015. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam từ Trường Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai. Đơn vị tài trợ và đồng hành cùng chương trình: Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH và Trường Đại học Kinh tế Tài chính UEF của Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.tuvantuyensinh.vn để có thể theo dõi và đặt câu hỏi cho các vị khách mời tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn cùng các em học sinh thân mến, đến thời điểm này thì các em học sinh lớp 12 trung học phổ thông đã bắt đầu ôn tập cho học kỳ 2 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp quốc gia sắp tới. Song song đó, đây là thời điểm để các em phải quyết định lựa chọn cho ngành nghề tương lai của mình. Với mục tiêu đem đến cho các em những thông tin chung về kỳ thi cũng như thông tin về các ngành nghề và các trường đại học cao đẳng trên địa bàn cả nước, đặc biệt là khu vực các tỉnh thành phía Nam, VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam đã cùng phối hợp với các trường đại học và cao đẳng đem chương trình đến với các em học sinh trung học phổ thông. Chương trình sẽ cùng đồng hành với các em trong suốt thời gian quan trọng này từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2015. Và hy vọng rằng qua kênh thông tin này, các em sẽ có sự lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của mình, từ đó đem lại lợi ích cho cá nhân, gia đình và xã hội. Đến tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2015 tại Trường Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai ngày hôm nay, anh Quân xin được trân trọng chào đón và giới thiệu sự hiện diện của các thầy cô giáo. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Hồ Ngọc Tiến, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Lý Trung Vinh, trưởng phòng tuyển sinh truyền thông Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Phụng, phó trưởng phòng tổ chức hành chính Trường Đại học Tài chính Marketing Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Huy, giám đốc đào tạo hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế AproTrain Aptec. Về phía Trường Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nhà giáo nhân dân tiến sĩ Đỗ Hữu Tài, hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. Chúng tôi cũng xin được chào đón sự tham dự của các thầy cô giáo, lãnh đạo các khoa và các đơn vị chức năng của Trường Đại học Lạc Hồng. Và chúng tôi cũng xin được chào đón một số doanh nghiệp tiêu biểu tại tỉnh Đồng Nai, những địa chỉ hiện đang sử dụng nguồn nhân lực là các em sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Lạc Hồng. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt và sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn cùng các em học sinh. Và ngay bây giờ, quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể đặt câu hỏi cho các vị khách mời qua hệ thống tổng đài trực tuyến của chúng tôi www.tuvantuyensinh.vn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2015 do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai thực hiện. Đơn vị tài trợ và đồng hành cùng chương trình Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH và Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi www.tuvantuyensinh.vn để có thể theo dõi và đặt câu hỏi cho các vị khách mời tham gia trong chương trình. Toàn bộ những hình ảnh về chương trình cũng như những băn khoăn thắc mắc của quý vị khán giả sẽ được ban tư vấn giải đáp. Còn bây giờ thì anh Quân xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với việc gặp gỡ và trao đổi với các vị khách mời tiếp theo. Xin được giới thiệu với quý vị Thạc sĩ Hồ Ngọc Tiến, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được giới thiệu thầy Lý Trung Vinh, trưởng phòng tuyển sinh truyền thông Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn. Xin được giới thiệu cô Nguyễn Thị Kim Phụng, phó trưởng phòng tổ chức hành chính Trường Đại học Tài chính Marketing Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Huy, giám đốc đào tạo hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế AproTrain Aptec. Và xin được giới thiệu Thạc sĩ Hồ Viễn Phương, phó trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Lạc Hồng. Thưa quý vị và các bạn cùng các em học sinh thân mến, có thể thấy rằng theo Trung tâm Dự báo Nguồn Nhân lực và Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong năm 2015, công nghệ thông tin là một trong những nhóm ngành cần nhiều nhân lực nhất. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng tới quy hoạch nhân lực quốc gia đến năm 2020, Việt Nam cần 1 triệu lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhu cầu nhân lực của ngành này mỗi năm tăng thêm 13%. Vì vậy, công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng
hiện diện mọi nơi trong đời sống hiện tại. Chúng ta cùng đến với phần trao đổi với vị khách mời đầu tiên đến từ hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế AproChain Aptech, đó là Thạc sĩ Nguyễn Huy. Đây là câu hỏi của một em học sinh gửi đến Thạc sĩ Nguyễn Huy như sau. Em đang học lớp 12 và đang chọn trường để khi tốt nghiệp em có thể kiếm được việc làm ngay. Qua tham khảo các anh chị ở gần nhà thì em muốn đăng ký tuyển sinh vào AproChain Aptech. Nhưng em đang ngại sức học của em không theo được chương trình lập trình viên quốc tế tại AproChain Aptech. Xin mời thầy sẽ tư vấn cho em ạ. Đầu tiên thì thay mặt hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế AproChain Aptech xin gửi lời chào đến quý khán giả xem đài cùng các bạn đang có mặt tại trường quay hôm nay. Thì đối với câu hỏi của em thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà một em quan tâm về ngành công nghệ thông tin đặt câu hỏi đó đối với tôi. Thì thật ra đối với ngành công nghệ hiện nay, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin đó, thì hiện nay cái nền tảng về cái kỹ thuật cũng như là công nghệ nó phát triển rất là nhiều, hầu như mọi thứ đã có sẵn rồi. Thành ra do vậy thì những em nào mà yêu thích ngành công nghệ thông tin hiện nay không cần phải có một cái khả năng về toán học quá cao siêu như những 5 năm, 10 năm trước đây nữa. Mà cái điều cốt yếu đầu tiên hiện nay khi các em muốn học ngành này, đó là thứ nhất đó là cái sự đam mê của các em. Và cái vấn đề thứ hai đó là khả năng sáng tạo của em, để với những cái nền tảng hiện tại em có khả năng sáng tạo ra được những gì để tạo ra những sản phẩm ứng dụng cho đời sống cũng như ứng dụng cho các mục đích kinh tế hay không. Một cái điểm mới nữa mà khi các em hoàn toàn có thể yên tâm khi tham gia học tại hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế AproChain Aptech, đó là về giao tiếp giữa con người với nhau thì giảng viên cũng như là nhân viên tại môi trường này thì rất là thân thiện và tạo cho các em một cái điều kiện rất là dễ dàng. Hầu như là các em học tại đây thì giống như người thân và các em có thể trao đổi cũng như là yêu cầu giải đáp thắc mắc cũng như chia sẻ những cái tâm tư tình cảm của mình. Hơn nữa cái mô hình học tập thì cũng chỉ có 25 sinh viên là tối đa cho một lớp và các em hoàn toàn có đủ thời gian để trao đổi giữa với giảng viên cũng như là trao đổi với bạn bè. Và hiện nay tại AproChain Aptech thì chúng tôi cũng từng bước áp dụng cái mô hình cái môn học gọi là lập trình ngôn ngữ tư duy để giúp cho các em có thể từng bước mà mở mang cái tư duy của mình hơn khi tham gia học tại đây. Thưa thầy, có một điểm khác biệt trong quá trình đào tạo tại AproChain Aptech, đó là bên cạnh đào tạo các chuyên môn về công nghệ lập trình mới nhất thì các em sinh viên phải làm thêm khá nhiều các dự án phần mềm. Vậy thì việc làm thêm các dự án này thì có lợi ích gì cho các bạn sinh viên ạ? Nói về việc làm thêm các dự án thì mục tiêu đầu tiên đó là giúp cho các em có cái kinh nghiệm làm việc. Tại vì hầu như nếu những bạn nào quan tâm về tuyển dụng về các doanh nghiệp thì các bạn đều biết là hiện nay hầu như tất cả các doanh nghiệp nào chúng ta khi tuyển dụng cũng đều yêu cầu là sinh viên ra trường có, hoặc là người tham gia ứng tuyển đều phải có tối thiểu từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm trở lên. Thì đó là cái tiêu chí đầu tiên. Mặc dù vậy, tuy nhiên khi mà học tại AproChain Aptech thì chỉ cần sau học kỳ 1 là các em có thể làm được những cái ứng dụng đơn giản trên các thiết bị, đặc biệt là trên thiết bị di động, ví dụ như những cái game, ví dụ như game Flappy Bird chẳng hạn. Ngoài ra thì khi mà xây dựng những cái mô hình dự án như vậy thì giúp cho các em có nhiều cái khả năng cọ sát thực tế hơn. Và không chỉ là những cái dự án để cho các em có khả năng cọ sát thực tế mà những cái dự án này cũng chính là do những cái doanh nghiệp mà đang có cộng tác với chúng tôi giao cho nhà trường để nhà trường giao cho sinh viên. Từ đó doanh nghiệp có thể theo dõi và đánh giá sinh viên từng bước, qua đó có thể tiếp tục hoặc là tuyển dụng các bạn khi các bạn ở những cái giai đoạn cao hơn hoặc là các bạn ra trường và các bạn vào thẳng doanh nghiệp làm việc. Và thậm chí có những bạn mà học tốt và có kỹ năng tốt thì sau khi kết thúc học kỳ 1 thì tại đây các bạn đã có khả năng làm việc rồi và được ra nhiều tuyển dụng. Dạ. Thưa thầy, câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi của một bậc phụ huynh gửi tới thầy như sau. Tôi là phụ huynh có con đang thi tuyển vào AproChain Aptech. Công nghệ thông tin là ngành mà tôi không có nhiều hiểu biết. Hơn nữa là nhà lại ở tỉnh xa nên tôi thấy khó quản lý được việc học của cháu ở thành phố. Tôi rất yên tâm khi gửi gắm con vào học tại AproChain Aptech, nhưng tôi cũng mong AproChain Aptech có thêm những hỗ trợ và phối hợp với gia đình để quản lý việc học của cháu tốt hơn ạ. Rồi. Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì giống như tôi đã trình bày lúc đầu thì trước hết là nói về môi trường học tập ở đây rất là thân thiện. Và đặc biệt là sự gắn kết giữa cái cộng đồng ở trong trường, giữa sinh viên và giữa sinh viên với các nhân viên cũng như là các thầy rất là thân thiện và các em hoàn toàn có thể chia sẻ những cái tâm tư tình cảm ngoài cái việc học.
và giúp cho các em có cái khả năng cũng như là giúp cho các đội ngũ nhân viên có thể nắm bắt được cái tâm lý của các em khi tới học tại đây. Ngoài ra về mặt liên lạc với gia đình thì nhà trường cũng liên lạc thường xuyên, và đặc biệt là theo cái tiêu chuẩn của tập đoàn Aptech Ấn Độ thì bắt buộc các em phải theo học đầy đủ, và do vậy thì khi mỗi khi các em vắng học một buổi là chúng tôi phải liên lạc ngay với em đó. Nếu vắng mặt hai buổi thì chúng tôi bắt buộc phải liên lạc với gia đình để hỏi về lý do, tại vì nếu cái thời gian các em mà vắng mặt quá 25% số buổi của một buổi học thì các em bắt buộc phải cấm thi cái môn học đó và phải học lại. Ngoài ra thì về kết quả học tập thì chúng tôi cũng định kỳ gửi về gia đình cứ mỗi 3 tháng một lần, cũng như là kết thúc mỗi học kỳ thì sẽ tổ chức họp với các phụ huynh để có thể thông báo tình hình kịp thời và có những cái điều chỉnh cụ thể phù hợp để các em có thể yên tâm theo học tại đây. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Huy. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với Thạc sĩ Nguyễn Huy, là giám đốc đào tạo hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế AproChain Aptech. Bởi vì với hệ thống AproChain Aptech thì có rất là nhiều các bậc phụ huynh và các em học sinh quan tâm đến kết quả học tập của các bạn sinh viên, và đặc biệt là với kết quả đó thì khi các bạn ra trường các bạn có điều kiện để tìm kiếm việc làm tốt hay không. Xin mời thầy Nguyễn Huy ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì thực ra đối với đặc biệt là đối với ngành công nghệ thông tin hiện nay, thực ra trong cái thời gian vừa qua thì khá như là nhiều bạn trẻ đổ xô vào những cái ngành nghề khác như là ngân hàng, marketing, vân vân, thì nó vô tình nó làm giảm cái tỷ lệ người học về cái ngành công nghệ thông tin. Nhưng mà nếu những bạn nào coi thông tin thì sẽ biết là cái ngành này hiện nay đang thiếu nhân lực rất là nhiều. Tuy nhiên gọi là thiếu, nhưng mà thật ra thì cái số lượng mà sinh viên thất nghiệp trong cái ngành này cũng khá là cao. Thất nghiệp từ vì thứ nhất là chỉ có lý thuyết mà thiếu thực hành, không có cái sự thực tế. Đó là chính là những cái điểm vì sao mà tạo ra cái sự khác biệt giữa AproChain Aptech và những đơn vị khác. Tại hiện nay thì sinh viên AproChain Aptech thì từ vì chúng tôi có ký những cái hợp đồng cung cấp những cái nhân sự cho các doanh nghiệp, tuy nhiên hiện tại thì chúng tôi không đủ cái lượng sinh viên đã cung cấp. Thứ nhất là từ vì các bạn sinh viên, một phần các bạn khi học tới học kỳ chương trình 2 năm, nhưng mà các bạn trong 4 học kỳ, nhưng mà các bạn học tới học kỳ 2, học kỳ 3 thì đa phần các bạn đều đã có việc làm và đi làm với mức cái lương khởi điểm từ 8 tới 10 triệu ở thời điểm hiện nay. Chính vì vậy thì có một số doanh nghiệp tuyển dụng rất là nhiều, thậm chí một số doanh nghiệp, ví dụ như một số công ty như NTT Data của Nhật chẳng hạn, tuyển dụng một lần từ 40 thậm chí tới 90 nhân sự thì chúng tôi không thể nào đủ cung cấp, tại vì phải chia đều cho các doanh nghiệp khác nhau. Ngoài ra với cái sự năng động của sinh viên thì trong những thời gian qua thì sinh viên tại AproChain Aptech không chỉ là học để đi làm mà còn có khá là nhiều các cái sản phẩm cũng như dự án khởi nghiệp khác nhau. Ví dụ như năm 2012 thì các bạn vào tới chung kết về nhân tài đất Việt dành cho ngành công nghệ thông tin, hay là năm 2013 các bạn cũng tham gia những cái cuộc thi khác nhau và đạt những cái giải thưởng khá lớn, ví dụ như được giải vào tới vòng chung kết và đạt giải 6 cuộc thi sáng tạo của Microsoft, hay là vào tới vòng giải 5 về nhóm dự án sáng tạo của cuộc thi MLab Asia tổ chức trên cho Đông Nam Á. Ngoài ra còn có một số những bạn khác cũng tự lập và tự mình trở thành những cái lập trình viên tự do. Ví dụ như những bạn nào có thể tìm kiếm Internet về một cái thông tin một cựu học viên của Aptech, ví dụ như là bạn Nguyễn Lương Bằng, thì các bạn sẽ thấy là chỉ cần với 2 đến 3 phần mềm của bạn này hiện nay đặt trên Internet thôi, thì hiện nay cái thu nhập của các bạn đó với hơn 2 triệu lượt user sử dụng từ những cái phần mềm này, thu nhập trung bình của các bạn hàng tháng mà bạn không cần phải làm gì hết thì đã có trên dưới 40 triệu đồng rồi. Thì đó là một trong những cái cơ hội mở ra cho những cái bạn nào mà tham gia cũng như là yêu thích về ngành công nghệ thông tin. Đây là một trong những cái ngành giúp cho bạn có nhiều cái cơ hội việc làm, vị trí làm việc thoải mái cũng như là nhiều cái cơ hội làm việc cũng như là định cư tại nước ngoài khi học trong cái ngành này. Cảm ơn bạn. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Huy, và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các thầy cô giáo đến từ các trường đại học và cao đẳng đã chia sẻ với chúng ta thông tin thật là thú vị để các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể hiểu được và biết được cách thức tuyển sinh cũng như là con đường mà chúng ta sẽ lựa chọn cho tương lai của mỗi người. Thưa quý vị và các bạn, và đến đây thì chương trình tư vấn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2015 do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với trường đại học Lạc Hồng tỉnh Đồng Nai xin được khép lại tại đây. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn hai đơn vị đã tài trợ và đồng hành cùng chương trình, đó là Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH và Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF. Xin mời quý vị phụ huynh và các em học sinh chúng ta có thể tìm hiểu thêm những thông tin về chương trình tư vấn tuyển sinh bằng cách truy cập vào trang web của chúng tôi www.tuvantuyensinh.vn. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các bậc phụ huynh, các em học sinh cùng quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tư vấn tuyển sinh lần sau. Xin cảm ơn.